Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Tổng tham mưu kiêm trưởng lãnh đạo Tổng cục Truyền thông của quân đội Nga Vadim Samarin bị bắt với cáo buộc liên quan một vụ hối lộ. Tòa án quân sự đồn trú số 235 chia sẻ thông tin với hãng thông tấn Sputnik hôm 23 tháng 5. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra về việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn bằng hình thức tạm giam đối với Vadim Samarin, tòa án thông báo. Cũng trong ngày 23 tháng 5, một quan chức của tòa án quân sự đồn trú số 235 cho biết, Trung tướng Samarin bị nghi đã nhận một khoản hối lộ đặc biệt lớn. Nếu bị kết tội, người này sẽ phải lãnh án tù lên tới 15 năm. Hãng thông tấn Interfax của Nga cũng đưa thông tin về vụ việc và dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, Trung tướng Samarin bị bắt để thẩm vấn. Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ tư của Nga bị bắt trong vòng một tháng. Gần đây nhất hôm 21 tháng 5, hãng thông tấn TASS đưa tin, tòa án quân sự đồn trú số 235 đã ra lệnh bắt giữ thiếu tướng Ivan Bobov, cựu chỉ huy quân sự đoàn 58 đóng quân ở làng Robotin, Zaporizhia, với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn liên quan đến vật liệu xây dựng cho các công sự quân sự ở tỉnh Zaporizhia. Vào ngày 23 tháng 4, ông Timur Ivanov, khi đó là Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đã bị bắt vì tội nhận hối lộ, số tiền lên tới 1 tỷ rúp liên quan đến các dự án xây dựng quốc phòng. Sau đó, ngày 14 tháng 5, ông Yuri Kuznetsov, lãnh đạo bộ phận nhân sự của Bộ Quốc phòng, cũng bị bắt vì tội nhận hối lộ. Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga chứng kiến nhiều vụ bắt giữ các quan chức cấp cao của Bộ, cũng như có thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã bắt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov vào ngày 23 tháng 4 và lãnh đạo Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Yuri Kuznetsov hôm 14 tháng 5 với cáo buộc nhận hối lộ ở quy mô lớn. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai quan chức cấp cao của Bộ này đã bị bắt vì tội tham nhũng. Theo truyền thông Nga, cựu Thứ trưởng Ivanov bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng 1 tỷ rúp, hơn 11 triệu USD từ các nhà thầu xây dựng quân sự. Còn ông Kuznetsov bị cáo buộc nhận hối lộ từ đại diện các cơ quan thương mại để hành động có lợi cho cơ quan này từ năm 2021 đến năm 2023, khi ông đang giữ chức lãnh đạo Tổng cục 8, chịu trách nhiệm về bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Nhà báo điều tra người Nga Andrei Sodator nói với đài CNN rằng các vụ bắt giữ này giống với một chiến thuật được Tổng cục An ninh Nga FSB sử dụng. Chiến thuật đó là bắt giữ một quan chức cấp cao để đe dọa, trấn áp các hành vi vi phạm quy định trong toàn bộ một bộ, ngành, cơ quan hay tổ chức nào đó. Theo nhà báo Sodator, người cấp dưới đó sẽ bị thẩm vấn không chỉ về những gì bản thân đã làm mà còn về vấn đề lớn hơn trong tổ chức mà người đó làm việc. Tối 14 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Sergei Shoigu theo đài RT. Điều đáng chú ý, ông Andrei Belousov là người đã kinh qua những vị trí quan trọng về lĩnh vực kinh tế trong chính phủ Nga, bao gồm chức phó thủ tướng thứ nhất phụ trách kinh tế, và ông chưa từng làm việc trong quân đội Nga nhưng lại được bổ nhiệm vị trí này. Điện Kremlin giải thích rằng ông Belousov là người tốt nhất để giải quyết các vấn đề kinh tế mà quân đội Nga phải đối mặt hiện nay, và việc bổ nhiệm liên quan nhu cầu biến nền kinh tế của khối an ninh trở thành một phần của nền kinh tế đất nước. Giới quan sát cho rằng kinh nghiệm kinh tế của ông Belousov sẽ giúp Bộ Quốc phòng Nga đạt hoạt động hiệu quả hơn về mặt kinh tế trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao lên tới 6,7% GDP, và năm 2024 nước này chi 1/3 ngân sách cho quân sự. Cạnh đó, ông Belousov là người ủng hộ việc huy động nền kinh tế theo tinh thần mọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ vì chiến thắng, nên ông có thể tìm kiếm nguồn lực để bổ sung cho nỗ lực này. Giống với quan điểm của ông Putin, ông Belousov cũng chủ trương tự phát triển công nghệ cao như chip, máy bay không người lái UAV để chấm dứt sự phụ thuộc và nhập khẩu phương Tây trong bối cảnh nước này bị bao vây, cấm vận. Theo tờ The New York Times, việc bắt giữ các quan chức Bộ Quốc phòng và bổ nhiệm một nhà kỹ trị nổi tiếng thanh liêm làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng dường như là tín hiệu cho thấy Điện Kremlin giờ đây không nhắm mắt làm ngơ trước nạn tham nhũng trong quân đội mà sẽ tiến hành một chiến dịch nhằm ngăn chặn vấn nạn này. Điều này còn thể hiện rằng Moscow đang tập trung vào việc quản lý các nguồn lực quân sự hiệu quả để đứng vững trong cuộc chiến tiêu hao lâu dài ở Ukraine. Ông Sergei Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 và là Bộ trưởng Quốc phòng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Ở vị trí đó, ông Shoigu đã trải qua nhiều cuộc chiến của Nga ở nước ngoài như cuộc chiến ở Ukraine năm 2014-2022 và ở Syria năm 2015.
Tuy nhiên, năm 2022, khi giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine thất bại với mục tiêu là tấn công chớp nhoáng, giành được Kiev, ông Shoigu ít nhiều chịu sự chỉ trích về sự sai lầm chiến lược này. Hãng thông tấn TASS ngày 14 tháng 5 dẫn thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga rằng Nga đã bắt người đứng đầu Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Yuri Kuneshov. Trung tướng Kuneshov đã bị bắt vì tình nghi phạm tội hình sự. Tổng cục điều tra quân đội thuộc Ủy ban điều tra Nga đang thụ lý vụ án, nguồn tin nói với TASS. Theo nguồn tin, lực lượng chức năng đã khám xét nơi làm việc và nhà ông Kuneshov. Các chi tiết cụ thể khác về vụ án chưa được tiết lộ. Theo TASS, từ năm 2010 đến năm 2023, ông Kuneshov lãnh đạo Tổng cục thứ 8 của Bộ Tổng Tham mưu và các lực lượng vũ trang Nga, chuyên giải quyết các vấn đề liên quan bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Truyền thông Nga cho rằng ông Kuneshov bị bắt vì sơ suất trong đảm bảo an toàn thông tin. Ông Kuneshov là quan chức quốc phòng thứ 2 của Nga bị bắt chỉ trong vài tuần qua. Ngày 23 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga thông báo bắt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov, người chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng các công trình quân sự của Bộ, vì cáo buộc nhận hối lộ. Tìm nguồn lực duy trì cuộc chiến. Nga thay Bộ trưởng Quốc phòng để giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại của cơ quan này nói riêng, của đất nước Nga nói chung. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất bổ nhiệm ông Andrei Belousov, 65 tuổi, cựu phó thủ tướng phụ trách về kinh tế, làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, thay ông Sergei Shoigu, theo hãng thông tấn TASS. Việc Nga thay Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm một quan chức có kinh nghiệm dày dặn về kinh tế lên làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Giới quan sát cho rằng, việc bổ nhiệm này báo hiệu cuộc chiến với Ukraine đã trở thành trung tâm trong mô hình kinh tế của Nga. Việc Nga thay Bộ trưởng Quốc phòng thể hiện mong muốn của Moscow về một người lãnh đạo quốc phòng có thể kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng khổng lồ trong chi tiêu quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine, theo tờ The Washington Post. Ông Belousov nổi tiếng là người đề xuất huy động vốn từ những doanh nghiệp có doanh thu cao nhất của đất nước, bao gồm những gã khổng lồ trong ngành khai thác mỏ và luyện kim, để tăng dự trữ của chính phủ. Khi được hỏi lý do vì sao Tổng thống Putin bổ nhiệm quan chức kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là của Bộ Quốc phòng, vào nền kinh tế quốc gia. Người phát ngôn Peskov nói thêm, việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ không làm thay đổi cấu trúc hoạt động của Bộ Quốc phòng. Tôi nghĩ mục đích của việc bổ nhiệm ông ấy là tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc chiến còn dài. Ông Belousov là người nổi tiếng ủng hộ việc huy động nền kinh tế theo tinh thần mọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ vì chiến thắng. Ông Belousov biết rõ tình hình nền kinh tế nên sẽ khó để cho các đồng nghiệp dân sự giấu ông điều gì đó. Ông Abbas Galiamov, người viết diễn văn cho ông Putin từ năm 2008 đến năm 2010, và là cố vấn chính trị của Điện Kremlin cho đến năm 2018, đã viết như vậy trên Telegram. Ông Alexandra Prokopenko, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Canary Russia Eurasia Center, có trụ sở tại Đức, và là cựu nhân viên của Ngân hàng Trung ương Nga, cũng nhận định rằng việc bổ nhiệm này cho thấy rằng chi phí quốc phòng sẽ không giảm. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga, đại tá Rustam Klubov, chỉ ra rằng ông Belousov là một nhà kinh tế học thành đạt có tiếng nói và đã tư vấn cho nhiều chính khách nổi tiếng của Nga. Nếu ông ấy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu mang tính chất kinh tế, ông Klubov nói. Theo phán đoán của ông, nhiệm vụ của Bộ trưởng mới có thể liên quan đến các vấn đề hợp đồng mua sắm vũ khí và quốc phòng. Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, sẽ tiến hành các hoạt động quân sự, và Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giải quyết các vấn đề riêng, ông Klubov nói thêm. Nhà báo quân sự và cựu chiến binh quân đội Liên Xô Viktor Litopkin nhấn mạnh danh tiếng của ông Belousov với tư cách là một học giả và là một nhà kinh tế rất ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quân sự. Cho đến nay, chuyên môn của ông ấy là không phải bàn cãi. Ông ấy là một người xuất sắc trong đội ngũ chính phủ, tập trung làm việc liên quan đến các khu liên hợp công nghiệp quân sự, cũng như mối liên hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp này, nhà báo Victor đánh giá. Nhà kinh tế được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga để thay thế ông Sergei Shoigu trong đợt cải tổ nội các mới. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga để thay thế ông Sergei Shoigu, theo đài RT. Trong khi đó, ông Shoigu được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Giải thích về việc thay thế này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Belousov sẽ là người tốt nhất để giải quyết các vấn đề mà quân đội Nga phải đối mặt hiện nay về nhu cầu kinh tế. Theo RT, ông Belousov xuất phát là một nhà kinh tế, từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga giai đoạn 2012-2013, trợ lý kinh tế cho Tổng thống Putin từ năm 2013 đến năm 2020 trước khi trở thành Phó Thủ tướng. Theo đài Sputnik, ông Andrei Belousov sinh ngày 17 tháng 3 năm 1959 tại thủ đô Moscow. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981. Từ năm 1981 đến năm 2006, sự nghiệp của ông Belousov gắn liền với công việc nghiên cứu. Ông làm việc tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và sau đó là Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Năm 2006, ông Belousov được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga. Trong năm 2021-2013, ông Belousov giữ chức Bộ trưởng. Từ năm 2013 đến năm 2020, ông làm trợ lý cho Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, Belousov được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga và giữ chức vụ này kể từ đó. Với vai trò là Phó Thủ tướng Nga, ông Belousov chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển các định hướng ưu tiên cho phát triển kinh tế, xã hội của Nga, phối hợp các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Từ năm 2022, ông Belousov cũng giám sát phát triển công nghệ vận tải công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh. Trả lời câu hỏi rằng liệu việc lựa chọn một nhà kinh tế lãnh đạo quốc phòng có quá khác thường, ông Peskov nói rằng chiến trường cần những người cởi mở hơn và sẵn sàng đưa ra sự đổi mới theo cách nhanh nhất có thể. Người phát ngôn cũng lưu ý rằng trong bối cảnh ngân sách quân sự của Nga ngày càng tăng, việc tích hợp nền kinh tế quân đội vào nền kinh tế quốc gia là rất quan trọng. Theo ông Peskov, ngân hàng quân sự của Nga đã tăng từ 3% lên 6,7% GDP quốc gia kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Người phát ngôn cho rằng điều này không nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, nhưng tình hình bắt đầu giống với giai đoạn cuối thời Xô Viết khi chi tiêu quân sự của Liên Xô lên tới 7,4% GDP. Ông Peskov lưu ý, tình huống như vậy vẫn cực kỳ quan trọng và cần có phản ứng thích đáng từ chính quyền. Ngoài thay đổi trên, không có nhiều thay đổi về nhân sự trong nội các mới của Nga. Thượng viện Nga cho biết sẽ xem xét các vị trí mà Tổng thống đề cử trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 5. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!